Chào anh em. Ngày hôm nay thì Tokin đang về được một chiếc Tag Heuer Monaco. Chiếc này mình về với một tình trạng là siêu mới. Đó, như anh em có thể nhìn thấy ở đây. Cái phần case ở hai bên nó được làm từ thép không gỉ, stainless steel. Đó, đây là tổng quan của chiếc Tag Heuer Monaco phiên bản Black. Dây da còn rất là mới. Đó. Đây, trước này thì mình về là full bóc anh em nhé. Đây là bóc của Tag Heuer. Đó. Ở bên trong cái bóc này thì nó sẽ có thêm sổ sách. Gồm có một cuốn sổ da của nó này. Đó. Bên trong thì có sổ và thẻ bảo hành. Đó. Chiếc này thì cái bóc da của nó thì tình trạng nó không còn được đẹp lắm. Cái bên trong của nó da công nghiệp. Thế nên là nó có hơi bị chảy một chút. Còn cái bóc bên ngoài thì rất là đẹp. Quay trở lại với chiếc Tag Heuer Monaco mà bên mình đang có sẵn đây. Đó, một chiếc Black. Size này tương đương với size 39. Đó, dáng này là dáng vuông, càng ngắn. Vì thế là anh em là có cổ tay nhỏ nhỏ vừa vừa đeo con này sẽ rất là xinh ạ. Thật là hiếm về được một chiếc mà có cái tình trạng nó gần như mới như thế này. Đó, cái mã của em nó là WWW 2110. Đó, chiếc này thì full bóc và trùng cả cái số series. Ở trong cái sổ thẻ kia của nó là có đuôi là EKZ 0720. Đó. Bên trên này là góc 12 giờ là cái tên brand, tên của cái dòng này là dòng Monaco. Chống nước thì là 50 m. Tình trạng cái case của con này anh em có thể đánh giá là còn rất là mới luôn. Đó, dây da và khóa chống gập. Đây là dây da của em nó này. Đây là khóa chống gập này, tình trạng nó siêu mới. Đó, bây giờ mình sẽ lên thử tay để cho anh em có thể cảm nhận được nhá. Chiếc này với cổ tay của mình là tay 16.5 này. Cái khóa này là khóa gập sang một bên rất là nhanh và tiện. Đó, cổ tay của mình là tay 16.5. Anh em nào có cổ tay vừa vừa đeo con này càng ngắn rất là phê. Gần như là các cái anh em nào mà chơi đồng hồ ấy, thì chỉ cần nhìn lướt qua một cái chiếc mà dáng theo kiểu dáng vuông như thế này, bên dưới có dòng Tag Heuer, thì gần như mặc định đó là một cái dòng của Monaco như thế này. Để kiếm được một cái chiếc đen như thế này thì tình trạng mới như thế này thì khá là hiếm. Đó. Anh em nào có nhu cầu thì có thể ghé thăm với cái trang web của tonkin24h.com và có thể liên hệ với mình qua cái số điện thoại ở bên dưới màn hình. Thì để liên hệ xem cái tình trạng của chiếc này nó còn hàng hay không. Đó, trước khi anh em muốn mua thì sẽ phải kiểm tra tình trạng hàng hóa còn hay không. Anh em nào muốn trả góp thì có thể tham khảo ở cái video bên dưới. Mình sẽ giới thiệu đến anh em về cái phương thức trả góp của chiếc này. Hiện tại thì chiếc này mình đang đưa với mức giá rất là dễ chịu, đó là hơn 40 triệu. Anh em có nhu cầu thì có thể ghé thăm với Tonkin nhá. Tình trạng còn siêu lướt, siêu mới. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Chiếc này của mình về với một cái tình trạng gần như là siêu lướt. Đó, anh em có thể nhìn thấy các cái phần thép kim loại stainless steel được phay mở hai bên. Đó, cũng như cái logo của Tag Heuer đây. Đó, rất là mới. Con này hay cái là kính này là kính sapphire cong anh em nhé. Đó, sapphire cong khối này. Con này có một cái ưu điểm, đó là cái thiết kế của nó là cái càng này rất là ngắn và cái size của nó size vuông,
Vì thế là anh em mà có cổ tay vừa và nhỏ thì đeo con này rất là thoải mái. Đó. Máy thì sở hữu máy automatic với cái kim rốn là nó chạy ở cái góc 6 giờ đây anh em ạ. Đó, đó chính là cái kim dây của chúng ta và có một cái ô lịch ngày. Cũng như là ở các cái cọc vạch thì nó đều có dạ quang. Cái này thì có thể giúp cho anh em đi buổi tối thì sẽ quan sát được giờ cho nó dễ dàng. Đấy, dây da còn rất là mới. Đây là cái khóa chống gập của em nó. Logo hơn. Ok, anh em có nhu cầu thì có thể ghé thăm đến Tonkin nhá. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về thủ tục trả góp. Đó, các bạn điều cần làm đó là một cái thẻ ngân hàng, thẻ Visa. Cái loại mà nó có cấp hạn mức khoảng 3 40 triệu hoặc là 50 70 triệu gì đấy cho các bạn. Đó. Thì sau đấy các bạn sẽ gửi cho mình cái 6 số đầu của cái số thẻ. Gửi cho mình là các bạn dùng ngân hàng nào này. Gửi 6 cái số thẻ. Đó, một số ngân hàng thì mình có thể tiếp tục và không cần kiểm tra cái số thẻ cũng được. Sau đấy là các bạn ví dụ như muốn mua một chiếc đồng hồ khoảng 20 triệu mà trả trước 10 triệu rồi. Còn 10 triệu nữa muốn trả góp thì ví dụ như trả trong vòng khoảng 3 tháng thì nó sẽ phát sinh là 10 triệu 4. Đó, trả trong vòng khoảng 12 tháng thì cái 10 triệu đó nó sẽ phát sinh là 10 triệu 9. Thì trong vòng 12 tháng thì mất thêm khoảng 900 nghìn, chưa đến 100 nghìn một tháng. Đó, thì mỗi tháng các bạn sẽ trả là 914 nghìn đây. Đấy, rất là đơn giản. Ok, các bạn có nhu cầu thì có thể ghé thăm cái web của tokin24h.com, chọn đồng hồ, thế sau đấy là có thể inbox cho mình qua cái số điện thoại số 88 và chọn cái thẻ ngân hàng của các bạn và sau đấy mình sẽ tư vấn cho các bạn. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em nhé.